Rồi có nói cho người ta biết là anh thích em không? Chưa nói. Cũng không luôn. Dạ. Hành động là hành động gì cho ta biết mình thích người ta? Chỉ nắm dẫn dắt người ta đi, kiểu nắm kiểu cổ tay thôi, chưa nắm tay thôi. Trời ơi, mắc mới gì cái cổ tay xuống cái tay có một chút rồi đây không kéo xuống vậy. Mới đưa đó người ta đã đưa ra ngoài rồi, nó đẩy ra rồi. Trời ơi, đôi lúc trong cuộc sống phải bạo lực một chút chứ. Người ta đẩy ra thì mình cũng phải nhào tới cái nữa. Nhiều khi người ta mắc cỡ người ta đẩy ra vậy thôi, đẩy ra nhưng mà người ta đấm cái nữa là người ta cho nắm. Dạ, nó kinh nghiệm gì hết trơn trời á. Giống như kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi tới nhà bạn gái chơi mua đồ ăn tới cái cổ nói hôm mai mốt anh đừng mua nữa nha, cái mai mốt không mua nữa. Dạ. Thật thà quá, trời tôi tức. Điểm mạnh của em là sống có trách nhiệm, vui vẻ hòa đồng. Vui nãy giờ tôi chưa thấy vui. Vui. À, cười lên cho nó vui gì nữa. Điểm yếu của em là hơi trầm tính, ít nói. Không biết cách thổ lộ. Qua mấy chục năm chưa có hôm đầu tiên luôn, chưa được nắm tay. 38 tuổi chưa có, vậy là chưa có mối tình nào. Dạ. Nhưng mà nắm tay cũng chưa luôn hả? Dạ. Không lẽ hồi đi học rồi không có thích cô nào, không có nắm tay cô nào đã? Chưa tới bước được nắm. À, chắc tại em nhát quá, chứ đâu phải nắm mà người ta không cho. Không có nhát mà chưa có kịp gì, cơ hội nào để mà để nắm được. Có thích cô nào chưa? Dạ có chứ, thích thì cũng nhiều lắm nha. Mà có nói với người ta là anh thích em, tôi thích bạn gì không? Thể hiện hành động đó còn chưa lỡ ngỏ lời đó. Thể hiện hành động mà sao không nắm tay? Sợ ta nói này nói kia. Sợ hoài, sợ thiệt luôn. Lần cuối cùng mà thích một ai đó là năm nào? Thích thì năm ngoái. Thích người ở sống gần khu nhà. Rồi có nói cho người ta biết là anh thích em không? Chưa nói. Cũng không luôn. Dạ. Hành động là hành động gì cho ta biết mình thích người ta? Mình chỉ nắm dẫn dắt người ta đi, kiểu nắm kiểu cổ tay thôi, chưa dám nắm tay thôi. Trời ơi, mắc mới gì cái cổ tay xuống cái tay có một chút rồi đây không kéo xuống vậy. Mới đưa đó người ta đã đưa ra ngoài rồi, không dám nữa. Đẩy ra rồi. Trời ơi, đôi lúc trong cuộc sống phải bạo lực một chút chứ. Người ta đẩy ra thì mình cũng phải nhào tới cái nữa. Nhiều khi người ta mắc cỡ người ta đẩy ra vậy thôi, đẩy ra nhưng mà người ta đấm cái nữa là người ta cho nắm. Dạ, nó kinh nghiệm gì hết trơn trời á. Giống như kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi tới nhà bạn gái chơi mua đồ ăn tới cái cổ nói hôm mai mốt anh đừng mua nữa nha, cái mai mốt không mua nữa. Dạ. Thật thà quá, trời tôi tức. Tôi nói mình đang giận chết mà mình muốn người ta nhào vô người ta ở ôm mình cái là mình hết giận liền. Mà cứ đứng đó hoài, mặt thì cứ sụ xuống thấy mình giận á, sợ đó. Mặt không nói được câu nào mà mình tức, mà không lẽ mình nói chạy tới ôm tôi đi, chạy tới ôm tôi đi. Đứng hoài thì bên kia cũng im hoài thì mình bực. Một hồi mình quạo cái mình nói đứng im hoài sao về luôn đi. Cái đứng dậy quay ra đi về luôn, trời ơi. Ứng dụng NetLove sẽ chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Quý vị hãy đón xem chương trình Hẹn Ăn Trưa nè, ghép đôi thần tốc trên ứng dụng NetLove, kết nối yêu thương. Thật thà là thế rồi. Thật thà cái gì, cái đó mà gọi là thật thà, không có được. Không có được, nha. Dạ. Mạnh dạn lên. Buồn không? Dạ buồn chứ. Rồi mỗi lần thí dụ mình xem phim mà tình cảm đâu đó trong người mình nó có rạo rực gì không? Tới càng đó quay đi. Tới càng đó quay đi. Quay đi chỗ khác. Quay đi. Trời ơi sao mà nhìn mình thấy mình ước ngao không được làm không thế. Nhưng mà mình phải nhìn chứ. Mình nhìn mình mới có cái sự thôi thúc, mình mới là đủ cái gọi là cái quyết tâm để mà mình hành động chứ. Đó giờ có thích anh nào không? Dạ không. Chắc không? Chắc luôn ạ, chuẩn nam gì? Chuẩn nam luôn hả? Dạ. Nhưng mà xưa giờ coi cũng không dám coi, làm thì chưa dám làm, rồi bây giờ rã tỉ chứ có bạn gái có vợ rồi biết làm gì không? Tự động nó tới à. Sao tự động được, phải coi mới biết chứ không coi sao biết. Tới tự nhiên bản năng nó ra kìa. Nhưng mà có coi không? Coi chứ. Thì chưa có coi mà dám nói quay đi chỗ khác. Bớ gì. Sao nghe ảnh 38 tuổi chưa nắm tay, chưa có nụ hôn đầu đời luôn, em thấy sao? Em thấy thật quá chị. Mà em thật cảm thấy thích hay em cảm thấy ngại? Em thì cảm thấy một người đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút. Ừ. Cá tính một chút, bản lĩnh một chút thì mới có thể bảo vệ được gia đình của mình. Ừ. Mà dám thích một người phụ nữ thì phải nói lên lời yêu thương. Ừ. Thì người ta mới yêu thương mình được. Đúng. Chứ người phụ nữ yêu nhưng làm sao có thể là cọc cái tiền trâu được, đúng không? Đúng. Lời người đàn ông thì phải là nói ra lời yêu thương thì người phụ nữ mới cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình. Đúng. Và mới dám yêu người đó được. Mới dám trao thân gửi dạ, phận. Dạ đúng rồi. Chứ cứ âm im ai biết nghĩ gì trong bụng. Dạ. Rồi mai mốt có chuyện gì đổ thừa tại em theo tôi chứ tôi đâu có nói gì đâu. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rút kinh nghiệm nha Công Nguyên. Dạ. Hiểu một cách sâu sắc và cải thiện nha. Dạ vâng. Rồi. Chị. Tay lạnh quá trời run quá mà. Tình trường em sao cưng? Em thì cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Ừ. Một mối tình đầu tiên của em thì em khi em mới ra trường á. Ừ. Là một anh một đội. Thì em cũng yêu mới khoảng 2 tháng thôi. Anh đi nhận công tác ở Đắk Lắk.
thì anh lại yêu con của sếp ảnh, thế là hai đứa rồi chia tay. Rồi sau 5 năm sau thì em mới bắt đầu quen một người bạn trai khác, nhưng cũng chỉ trong vòng một tháng thôi. Tình yêu gì ngắn ngủi vậy? Em cảm thấy cái người bạn trai này nó chưa có định hướng cho tương lai của hai đứa. Nên em mới thôi ạ. Có thể là một phần duyên nợ của em đang nằm bên kia hay sao? Cũng có thể, mình cuộc sống phải luôn luôn hy vọng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không có gầy cũng không có mập, mạnh mẽ bản lĩnh một chút, đừng có nhút nhát quá. Hiền thì đôi khi cũng rất là tốt, nhưng mà cũng phải là mạnh mẽ lên thì mới là bờ vai mạnh mẽ để bảo vệ cho người phụ nữ được. Đúng, đồng ý. Bên đây chị thấy mọi thứ là ok, hợp chuẩn hết á, chỉ có cái vụ hơi là nhát nhát đó đó. Dạ. Mới bắt tay mình cải thiện rồi nha. Dạ. Cố gắng. Thế em muốn tìm một người vợ trong tương lai là người như thế nào? Dạ, em tìm một người trung thủy, không có nói dối. Ừ. Biết quan tâm lo gia đình. Rồi, mà gương nhìn được. Hai bạn có đem hình của mình theo? Dạ có, em có mang theo hình đây ạ. Cảm ơn em. Đây, có cô gái ấy rất dễ, có hai ba cô tự lựa. Trời sao mình lại đông vậy? Ảnh toàn núp núp ở đằng sau không à? Đó, mà đông như vậy đó, kiếm đi. À, chị thấy có một người núp đằng sau rồi đó. Cái này. Ừ, hay quá, giữ nguyên hiện trường. Bên này rất đơn giản, không cần gợi ý. Đó, rõ luôn. Ai? Nhà mặc áo vàng đúng không chị? Áo vàng phải không? Rồi, để đó đi. Hãy nhìn nhau đi các bạn ơi. Xin chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là món quà này sau lần tập mặt này nó sẽ đi theo anh. Và mỗi lần anh sử dụng nó thì anh sẽ nhớ đến một người bạn gái ở phía bên kia trái tim ạ. Dạ, tặng rồi, anh. Cảm ơn em. Rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Món quà này là cái gì vậy em gái? Đó là một cái dây thắt lưng của anh. Chết rồi, mang vô là thắt lưng á. Mang vô là thắt lưng á cưng. Thắt lưng á, nó hai nhiều ý nghĩa lắm. Vừa thắt lưng là thắt em luôn. Mà thắt lưng buộc bụng là kêu em tiết kiệm. Nó về như tiền đưa cho cổ hết. Ghê lắm. Cuốn sách ý nghĩa gì em? Sách tự gì vậy? Hấp dẫn bí mật tối cao. Luật hấp dẫn bí mật tối cao ạ. Tức là họ chỉ cho mình cách mình mong muốn điều gì mình sẽ thực hiện dần dần, nó sẽ tự động tới mình. Hoặc tránh những tiêu cực và mấy mình cuộc sống tích cực hơn. Thế em mong muốn điều gì? Em bây giờ em mong muốn có gia đình. Thế thì em đang cố gắng thực hiện từ từ, đừng có tiêu cực ha. Rồi, đủ lớn, đủ hiểu, đủ sự tinh tế, đủ cảm xúc để cảm nhận được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng tôi chỉ cho các bạn cơ hội nắm bắt hay không là quyền của các bạn, và phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ em thấy bạn nữ rất cao tính. Bạn lúc em bạn có nói là thích bạn trai và là mạnh mẽ, với em là hơi hiền. Mạnh mẽ và hiền nó khác nhau. Tại vì em hơi hiền, không có mạnh mẽ để gọi là cho bạn ấy tựa vào. Trước khi nãy bạn nó có hỏi là anh là người có về có bị vợ bắt nạt hay không á, thì em thấy cũng hơi lo sợ. Và cả cuộc đời em đã cứ sợ rồi. 34 cái xuân xanh đã trôi qua vẫn cứ sợ. Tại sao không thử cho mình một cơ hội? Đó chỉ qua là những cái câu nói, những câu hỏi để mình hiểu được nhau nhiều hơn thôi. Chị nghĩ rằng cá tính tạo nên số phận. Tại vì em như vậy cho nên đến giờ này em vẫn chưa có một cái tình cảm, một cái kinh nghiệm nào. Chị không phải là chê em, chị cũng không chỉ trích em, nhưng rõ ràng là cái kinh nghiệm trong tình yêu em không có. Và thật sự biết mà không nói, biết mà không nói mới là cái tội. Chị rất là thẳng thắn, chính em mới là cái người làm mất những cái cơ hội của mình. Nên bữa nay chị cố tình, chị ráng giúp em. Chị mong muốn là em cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà thôi, chị vẫn tôn trọng cái người tham gia.